Ở bên kia vừa rồi thấy được tay của em bé mà. Tay em bé à? Vâng. Ở bên kia nhưng mà họ mang đi rồi. Ôi dồi này. Xe máy kìa. Không nhận ra hình thù con xe này là con gì, xe gì nữa luôn ấy. Bẹt hết, không còn cái gì nữa. Cái con xe này chủ nhà thì cách đây khoảng tầm 200m các bạn, ở bên kia suối cơ. Nhưng mà bây giờ thì nó đang sang bay tận đây cơ mà. Còn người cũng bay ra tận xa như này cơ mà các bạn. Xin chào buổi sáng các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh. Hiện tại thì mình đang có mặt tại làng Nủ các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người phát hiện một cái cánh tay. Một cái cánh tay ở khu vực này các bạn. Thì anh bộ đội đang lấy mẫu xuống dưới kia rồi. Ui dồi. Trên kia có người không chú? Hả? Người ta chuyển sang kia rồi gì? Thấy cánh tay trẻ con à? Con đứa nhỏ chưa tìm thấy chắc. Chắc là đoán là đứa nhỏ trên kia đúng không? Vâng. Thế là nãy là thấy ở chỗ đào lên thấy hay là như nào? Máy múc lên thấy ạ. Vâng. Buổi sáng nay thì ba hôm rồi chưa tìm thấy một người nào cả các bạn. Buổi sáng nay thì vừa tìm thấy một cánh tay của trẻ con thôi. Khả năng là khu vực này chắc là chui xuống dưới này thôi. Mọi người thì vừa làm những cái xét nghiệm khám nghiệm ấy, mang mẫu đi rồi các bạn. Bây giờ thì ở đoạn này không có máy múc chuyển sang đằng kia hết rồi. Hôm nay thì là ngày 21 tháng 9 các bạn, lực lượng tìm kiếm thì trong vòng 3 ngày hôm nay thì chưa tìm thấy một thi thể nào cả các bạn. Nhưng mà buổi sáng ngày 21 đây thì sáng ra mọi người đã tìm thấy một cái cánh tay của em bé các bạn nhé. Tìm thấy cánh tay em bé và mọi người tìm kiếm quanh khu vực đó thì là vẫn không thể tìm thấy thi thể nào cả các bạn ạ. Hiện tại thì lực lượng chức năng thì đang đào cái khu vực này các bạn, những cái khu vực mà sâu nhất chưa tìm kiếm tới. Ở khu vực đây thì trước đó là một cái ao các bạn nhé, một cái ao và vườn rau ở đó và là ruộng các bạn, nên là khu vực này rất là sâu luôn. Các bạn có nhìn thấy không? Họ cái máy xúc múc xuống mấy mét luôn. Và trước đó nó là một cái ao các bạn. Hiện tại thì quân đội với lực lượng tìm kiếm thì đang khả nghi là sẽ có người trôi giạt và đuối trôi ở dưới này các bạn. Hôm nay thì văn vãn rồi các bạn nhé. Các anh bộ đội thì đi di tản ra, chia ra các bạn. Một số thì đi làm những ngôi nhà tạm cho người dân và những một số thì đi hộ người dân sửa nhà các thứ. Buổi sáng nay thì mọi người vẫn đang tìm kiếm ấy thôi các bạn. Anh máy xúc ở dưới kia để múc bùn từ lên đây, còn máy xúc ở trên kia thì múc gạt sang hai bên này để cho nó đỡ bị trôi xuống các bạn, bùn không để bị trôi xuống lại chỗ cũ nữa. Đó. Rất là sâu luôn, khu vực đấy cực kỳ sâu này các bạn này, nhìn thấy không? Người dân thì trông ngóng, rất là trông ngóng, những người thân
Hiện tại thì vẫn chưa tìm được người thân. Mọi người thì rất là mong chờ tìm kiếm thấy xác của người thân để về an táng các bạn. Không nằm ở dưới bùn đất này rất là lạnh lẽo. Mong rằng thì trong ngày hôm nay thì có thể tìm kiếm được. Hiện tại vẫn còn 13 thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy các bạn nhé. Còn 13 thi thể nữa. Cho các bạn xem nước suối đằng này các bạn này. Đó, cái chia thành 3 dòng mà khu vực này nó vẫn ở bờm các bạn này. Khi mà ở trên kia mà bị sạt xuống ấy thì lũ ống mà nó sạt xuống nó tạo thành cái hồ nó trôi giạt, tạo thành cái hồ khi mà nó vỡ xuống thì tạo thành một khối lượng đất đá rồi nước nó đổ xuống, không cái gì có thể chống lại được nó luôn. Trước đó thì đây là một cái làng, ngôi làng rất là đẹp, nhưng mà bây giờ thì thành một bãi. Hoang rồi các bạn ạ. Nghĩa địa tập thể rồi. Ở khu vực này đứng ở những khu vực này cực kỳ mùi các bạn nhé. Cái mùi những xác thối của cá này, gà, lợn này, và có thể là của người nữa. Nó tanh, nó hôi hám lắm các bạn. Cực kỳ hôi luôn. Nếu mà các bạn đứng ở đây thì mới biết được là nó mùi kinh khủng như thế nào. Bây giờ thì ở đây chờ xem lực lượng chức năng người đã tìm kiếm xem ngày hôm nay có tìm thấy thi thể nào không nhá các bạn nhé. Tôn của nhà ấy đẩy xuống. Ở đây thì bắt đầu múc thấy mùi rồi các bạn. Vâng. Cái này là nó giảm vào nhiều người ở đây lắm. Hôm rồi có sang nhiều người ở đây không ạ? Có mà, có một hôm cô về thật lây vô. Mấy cô cháu thì cũng có lấy được mấy cái nữa. Vâng. Xong rồi sau cũng lại lấy được mấy người nữa. Vâng. Lấy được chân, người chân nhiều. Ở bên kia vừa rồi thấy được tay của em bé mà. Vâng. Ở bên kia nhưng mà họ mang đi rồi. Bắt đầu đào lên đây thì hiện tại thì có mùi rồi các bạn ạ. Vừa rồi thì hiện tại mọi người vẫn cứ đào, còn chó nghiệp vụ thì vẫn chưa được cử sang để đào một lúc xuống đã. Trước đó thì đây là một cái ao các bạn nhé. Mọi người thì khẳng định chỗ này là có vì ao rất là sâu ấy. Vậy là ở khu vực ở đằng này có cái ao nữa. Thì hôm rồi cũng những chiếc xác trôi giạt vào đây. Đó, trôi giạt ở trên mặt thôi các bạn nhé. Còn ở bên dưới, ở dưới chân đây này thì vẫn chưa được tìm kiếm. Ui dồi này, xe máy kìa. Vừa tìm thấy một chiếc xe máy này các bạn ạ. Vùi chôn dưới rất là sâu luôn. Ui dồi. Không nhận ra hình thù con xe này là con gì, xe gì nữa luôn đấy. Bẹt hết, không còn cái gì nữa. Con biển số của anh? Xe mở một. Đây là kim cương. Có biển số không? Xe kia một kia kìa. Thầy đó. Nó có con xe ấy chứ. Nó có con xe số mà chồng đi làm ấy. Chồng đi làm một tí cơ mà.
có biển thế nó vẫn đi rồi. Không nhìn thấy biển số. Xe đỏ. Xe này xe này đó, quen pha đó. Xe bỏ đỏ. Quen pha. Xe uây thật. Quen pha. Cái bô này không phải quen pha. Bô này là LS hay LSX thôi. À. Nhưng mà quen pha là không phải bô này, bô dài, quen pha bô dài. À đúng rồi, đúng rồi. Xe cái đời im trong ở cái căn móc kẹt kèo rồi. Vẫn còn xăng nhỉ, mùi xăng này. Đó, hết rồi. Mất xăng thì không còn. Cái này là xe, này là xe đến hộp thôi. Sợ nhỉ. Giờ khiêng lên trên này chứ anh, hay để đấy. Không để đây thôi. Khiêng kiểu gì? Để đây hôm nào dân quân về khiêng lấy mang đi cho bảo bảo tàng. Bảo tàng thôi. Để cho bảo tàng không anh. Vâng. Những cái kỷ vật, những cái này thì gọi là mọi người sẽ giữ lại hết. Tất mọi thứ thì sẽ giữ lại hết các bạn nhé. Cho vào bảo tàng ấy nhờ anh nhỉ. Con xe tay ga nát bét luôn. Không thể nhận dạng. Đấy, làm bằng sắt, thép, hợp kim các thứ mà nó còn nát như này thì... Anh này chắc xe cái đâu không? Xe cái dàn kim. À. Hai vợ chồng ấy may mắn nhỉ? Bay nhà bay tận đây cả? Ở bên nó ra tận đây mà. Người thì còn vớt ở bên kia. Ở bên kia ra tận đây cả. Người vớt ở ngay chỗ bên dưới cọc điện này. Ui giời. Xe ra đây. Cái con xe này chủ nhà thì cách đây khoảng tầm 200m các bạn, ở bên kia suối cơ, nhưng mà bây giờ thì nó đang sang bay tận đây cơ mà, con người cũng bay ra tận xa như này cơ các bạn. Đó, cái chủ nhà thì hai vợ chồng và con gái đều may mắn là sống sót. Ở đây thì có một các sư thầy đang làm cái lễ các bạn, mong muốn là sẽ tìm kiếm được những thi thể còn lại các bạn. Đó. Cái này là lễ cầu siêu. Sau khi mà theo tiền ở làng ngủ thầy cũng muốn quay lại cái cầu nguyện, nhưng mà hôm trước thì chính quyền đã đồng ý, nhưng mà chính quyền lại báo lại là tới ngày 22 đây là ban trị sự tổ chức thì mình tổ chức cùng luôn đó. Nên quý vị hoan hỷ. Ở đây thì mọi người làm cái lễ cầu siêu cho những nạn nhân các bạn. Mọi người thì có nước, bánh, hoa, các thứ, rồi đốt vàng hương. Đó. Hiện tại thì lực lượng chức năng thì đã nghỉ rồi các bạn nhé. Lực lượng chức năng thì nghỉ rồi, giờ trưa rồi. Buổi sáng hôm nay thì chỉ tìm thấy được một cánh tay em bé thôi. Còn chiều thì tiếp tục các bạn ạ. Rồi các bạn ạ, buổi chiều thì tiếp tục đào. Ở đây thì trước đó là một cái ao các bạn. Có rất là nhiều nước đây. Cái này thì múc nước ra thôi. Đó.
thằng bo ra bên kia thì máy bên kia sẽ múc ra, tát nước ra khỏi ao các bạn. Sáng nay thì có nước mạch hả bà? Bà bảo là có nước mạch ở đây các bạn. Trước đó thì nó là một cái có cái suối nhỏ nhỏ đi qua ấy, đó, nó có nước mạch ở đây và nó là một cái ao nữa. Là tát này càng múc nó càng đùn ra đấy các bạn. Mọi người thì đang rất là cố gắng, hy vọng là sẽ tìm thấy. Ngôi nhà đằng này mới gọi là may mắn cơ các bạn này, này nó chỉ ụp xuống mà may chỉ đến cái thềm nhà thôi, ám ảnh luôn này các bạn. Đây này, ngôi nhà nó chỉ ụp xuống đến bắt đầu đến sân nhà đó, qua sân nhà một tí đó, nước nó ngập vào. May mắn là không sao, những khu vực nhà bên này thì không sao các bạn, may là có cái quả đùi nó chắn. Cái nhà này thì đúng đâm thẳng vào đây nhưng mà khả năng là cái lực nước nó bị cháy chắn bởi quả đùi này rồi các thứ ở trên này này. Đó. Đằng này thì nó sẽ úp sang bên kia, nó không sang bên này nữa. Không thì cái nhà này cũng rất là nguy hiểm luôn, đâm thẳng vào nhà này, những cái cây to đung ở trên đồi nó lao xuống này các bạn, những ngôi nhà sàn này, những cái gỗ này từ những ngôi nhà sàn cũ này. Những cái ngôi nhà những cái gỗ này thì không ai dám sử dụng nữa đâu các bạn nhé, vì là người ta cũng không mong muốn là lấy cái gỗ mà những ngôi nhà sập để về làm nhà cả. Đó. Ủa cái gì vậy? Hình như đó là một cái chăn hay cái gì đó các bạn ạ. Người múc được cái chăn hay cái gì đấy. Này nó đùn xuống này. Úi, một cái quần như cái gì đó kìa các bạn. Hiện tại thì đang đào cái đường để cho nước đỡ phải sang cái khu tìm kiếm chỗ ao ấy, bây giờ thì phải cho nước ra đi đường khác đi thì mới có thể được. Còn bây giờ thì cái nước này này nó đang đi xuống cái chỗ ao đằng kia. Mọi người đào, càng đào thì nước nó càng vào ấy. Hôm nay không thấy người nào mọi người ạ, không thấy người nào. Chỉ thấy một cái cánh tay em bé thôi. Nhưng mà đào tìm kiếm xung quanh thì không thấy. Chưa anh ạ, à, ba ngày hôm nay rồi không tìm thấy người nào cả. 3 ngày rồi.
đúng rồi, ai có bông có hoa tặng đi, mà tặng phải tặng nhiều nhiều thì tính tặng thì tặng một cái bông như thế này, tặng nhiều nhiều tí cho có động lực, tặng có một cái bông nhiều với nhau không ngờ chứ bao giờ được chai nước mọi người, cứ tặng một cái bông à, tặng nhiều nữa nhấp nhấp tay nhiều nhiều không khí thì cầu đầu cầu ra mưa xuống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.